tham gia hoạt động thiện nguyện thực tế, đồng hành cùng trẻ em vùng cao, với mục đích mang đến cho các bạn nhỏ và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà con đồng bào người Rắc Lây tại thôn Tà Nôi và thôn Hạ Dài, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các bạn tình nguyện viên có cơ hội chung tay làm các chương trình thiện nguyện ý nghĩa, phát huy tinh thần vì cộng đồng, cũng như có một mùa hè trải nghiệm vui vẻ, nâng cao tinh thần kết nối và lan tỏa yêu thương cùng trẻ em nơi đây. Nhóm kết nối trẻ Ninh Thuận tổ chức chuyến đi từ thiện đồng hành cùng trẻ em vùng cao vào Chủ nhật ngày 2 tháng 7 năm 2023. Tham gia chuyến đi, bạn sẽ được hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm thực tế. Chương trình thiện nguyện sẽ có các tiết mục ca nhạc, ảo thuật, khuấy động chương trình cùng MC Cô Tắm, mascot thú bông, phát quà và trải nghiệm gần gũi cùng bà con trong những trò chơi, trở về tuổi thơ với gian hàng tuổi thơ qua các hoạt động phát nước, quà, bánh, bong bóng. Trải nghiệm thiện nguyện qua các hoạt động thực tế với 300 suất quà, khám phát thuốc cho 300 người, cắt tóc miễn phí cho 200 trẻ em thiếu nhi, một xe tải lớn đồ cũ được phân loại đẹp, khoảng 50 bao tải lớn. Bên cạnh đó, các cơ quan tổ chức cũng tuyên truyền về sức khỏe, y tế, nạn buôn người, lừa đảo việc làm. Mọi đăng ký tham gia hoạt động thiện nguyện thực tế vui lòng điền vào form bên dưới